Ông Lâm Minh Hà, người dân tộc Khmer ở ấp Đại Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, có 3.000 m2 đất trồng rau màu. Nhờ áp dụng mô hình sản xuất mới, sự hỗ trợ về vốn, giống cây trồng và kỹ thuật chăm sóc, mỗi năm quay vòng 5 vụ trồng hành và hẹ. Trừ chi phí, gia đình ông thu nhập khoảng 150 triệu đồng. So với bây giờ thì cái ngày công mình đã được giảm cái chi phí rất nhiều. Rồi hiệu quả cái kinh tế là của nông dân thì nói chung thì là lợi nhuận nó khá cao hơn là trước đây. Trước đây, các chương trình chính sách hỗ trợ còn hạn hẹp, chưa được mở rộng về quy mô. Người dân nơi đây suốt ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, cũng chỉ đủ ăn. Tuy nhiên, những năm gần đây, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và nỗ lực của người dân, những mảnh đất, những làng nghề kém hiệu quả này đã khởi sắc, cuộc sống người dân không ngừng được nâng cao. Có nhà nước hỗ trợ thì mình phát triển hơn, mình có vốn mình nuôi được nhiều hơn. Tới hồi lúc đó có 4-5 con, giờ lên mười mấy con rồi. Trong cái vùng đồng bào dân tộc thì có nhiều các cái chương trình cho ưu đãi của nhà nước, đảng nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc. Cũng như là các nhà rồi cái hỗ trợ cây con giống, rồi đặc biệt là dây ngân hàng chính sách trong cái phát triển sản xuất, nuôi bò, rồi trồng màu. Kể cả thì đến giờ phút này thì đối với xã Đại Tâm thì đối với ngân hàng chính sách có khoảng 40 tỷ đã đầu tư cho bà con. Ngoài hỗ trợ cho phát triển sản xuất nông nghiệp, các chương trình hỗ trợ phát triển làng nghề thủ công truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng được địa phương chú trọng. Làng nghề đan lát che nứa ở huyện Châu Thành không chỉ là văn hóa truyền thống mà còn là nghề giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống. Mình tập trung mình triển khai đồng bộ các cái chính sách mà theo định của pháp luật từ chính phủ của tỉnh trong cái việc phát triển các ngành nghề truyền thống ở trên địa bàn. Từ các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, người nông dân trước kia chỉ biết chăn nuôi canh tác truyền thống theo kiểu tự cung tự cấp. Thì nay tư duy sản xuất đã thay đổi, các sản phẩm nông nghiệp đã trở thành hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay thì đang triển khai cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình này thì nó có 10 dự án, 14 tiểu dự án và là 36 cái nội dung thành phần. Trong đó tỉnh Sóc Trăng thì thụ hưởng 9 trên 10 dự án. Vậy hiện nay đang tổ chức triển khai thực hiện. Nói chung là rất thuận lợi và góp phần cho cái phát triển kinh tế xã hội của bà con. Nhờ những chính sách phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đồng bào Khmer ở Sóc Trăng đang dần thay đổi toàn diện. Không chỉ đời sống kinh tế ngày càng được nâng cao, đồng bào ở các phum sóc còn luôn nêu cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc, bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, chung tay góp sức xây dựng quê hương.